Cần bán nhà xây mới 4 tầng, có vị trí nằm tại tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà thì nằm ngay cạnh bến xe Yên Nghĩa, cách bến xe Yên Nghĩa chỉ khoảng tầm 300 m thôi. Và từ nhà ra ngoài đường Quang Trung, đường quốc lộ 6 chỉ khoảng tầm 150 m. Xung quanh nhà bán kính 500 m thì là có đầy đủ tất cả các tiện ích như là trường mầm non, trường cấp 1, chợ hay là khu vui chơi, siêu thị. Thì ngôi nhà là có diện tích ở trên sổ đỏ là 30 m², được thiết kế xây mới là 4 tầng, có hướng chính là hướng đông nam. Mặt tiền của ngôi nhà là rộng 3,5 m và nở hậu. Sau đây thì mời mọi người tham quan ở phía bên trong chi tiết của ngôi nhà. Hiện tại là mọi người đang ở bên phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà rồi đây. Tầng 1 của chúng ta được thiết kế là bao gồm là một phòng khách và một phòng bếp, một khu vệ sinh phụ. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao cũng như là gạch đắt nền, hệ thống tủ kệ tivi cũng như là tủ bếp này đều được hoàn thiện xong hết rồi. Mọi người có nhu cầu thì là có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Cửa chính của ngôi nhà sử dụng bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và sử dụng là bên trong là hệ cửa kính cường lực hệ nùa. Hệ thống tủ bếp sử dụng chất liệu là bằng gỗ sồi Nga. Toàn bộ gạch ốp bếp cũng như là đá ốp bếp này đều đã được hoàn thiện xong hết. Sử dụng vòi rửa và chậu rửa là chất liệu bằng inox 304. Ở tầng 1 thì sẽ có thêm một nhà vệ sinh phụ đã được lắp đặt hoàn thiện xong hết, hệ thống bồn cầu, lavabo, gương soi cũng như là hệ thống vòi xịt, vòi rửa. Mọi người có thể nhìn toàn bộ cái không gian của tầng 1 từ phía bên trong gian bếp đây. Đấy, thiết kế 30 m nhưng mà được tính toán thiết kế rất là tỉ mỉ cho nên là cái không gian là tương đối là rộng và thoáng. Và đây là cái khu vực cầu thang. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang sử dụng chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc cầu thang là dùng đá granite nguyên tấm. Ở trên tầng 2 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Toàn bộ hệ thống phòng ngủ nó sẽ được lát là sàn gỗ công nghiệp. Hệ thống cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí, sử dụng là bên ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Toàn bộ hệ thống ống chờ điều hòa cũng như là hệ thống trần thạch cao, đèn led, đèn ngủ, đèn chiếu sáng là đều đã được hoàn thiện xong hết. Cửa thông phòng sử dụng là cửa bằng gỗ lim Nam Phi. Mọi người có thể nhìn thấy không gian của phòng rất là rộng, chúng ta hoàn toàn có thể là kê được giường ngủ, tủ quần áo, bàn làm việc và bàn trang điểm. Và đây là nhà vệ sinh của tầng 2. Sử dụng gạch ốp tường là gạch kích thước là 30x60, hàng loại 1. Trong nhà vệ sinh thì đều đã được lắp đặt sẵn hệ thống bình nóng lạnh, hệ thống bồn cầu, lavabo, sen tắm nóng lạnh cũng như là hệ thống phụ kiện gương soi. Cửa nhà vệ sinh sử dụng là bằng cửa nhôm kính cao cấp. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì cũng sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thiết kế tương tự như tầng 2 thôi. Chúng ta có hệ thống sàn gỗ công nghiệp, hệ thống trần thạch cao, đèn chiếu sáng cũng như là hệ thống thiết bị vệ sinh là đều được hoàn thiện xong hết rồi. Tiếp theo đây là ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ, một khu vực để máy giặt và giặt đồ. Và ở phía cầu thang đây là sẽ là cái khu vực giếng trời dùng để cung cấp ánh sáng cho toàn bộ cái khu vực cầu thang đây. Đây là cái khu vực dùng để máy giặt và giặt đồ. Chúng tôi cũng đã ốp tường là toàn bộ là gạch kích thước là 30x60 hết. Toàn bộ hệ thống đường điện chờ, đường cấp nước và xả nước đều được thiết kế xong. Đây là khu vực phòng thờ. Phòng thờ rất là thoáng. Cửa thông phòng sử dụng là cửa gỗ thịt. Và đây là cái khu vực sân phơi, khu vực ban công. Toàn bộ hệ thống chuồng cọp là đều đã được chúng tôi thiết kế xong hết rồi. Gạch lát nền là sử dụng là gạch sân vườn, kích thước là 40x40. Tôi xin nhắc lại một chút về cái
thông tin của ngôi nhà này để quý khách hàng có thể nắm được rõ ràng hơn. Ngôi nhà có vị trí nằm tại tổ dân phố 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có diện tích đất ở trên sổ đỏ là 30m2, được thiết kế xây dựng là 4 tầng, bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Có hướng chính là hướng Đông Nam. Đang được bên công ty chào bán với giá là 1 tỷ 750 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Quý khách hàng cần xem nhà hoặc là cần tư vấn thêm chi tiết thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và bất động sản gần mã khác của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.